Đi. Đấy, về nhà chủ mới nhá. Ăn no no trong lớn đấy chưa? Đấy. Đi. Đấy, nhìn thấy bạn ở trong đấy, thấy chưa? Hí ngay. Cứ cắn nhau không biết liệu vào cắn nhau. Chắc không ấy đâu, không sợ đâu. Anh Quyết. Vâng, xin chào các bạn đang theo dõi kênh Người Bạch Sơn Trời nhé. Đấy, hôm nay mình đưa mấy em ngựa đực lên yên thế cho các bác làm chăn nuôi sinh sản làm giống nhé. Đấy, bạn nào chậm giờ là mất đợt rồi nhé, em ngựa đực rất đẹp nhé. Đấy, bây giờ một dàn ngựa đè mình đây, mình quay camera các bạn xem nhé. Đây, toàn hàng pha lai nhé. Đấy, đi vào. Đấy, thấy chưa? Cái nhá. Đấy. Đấy, pha lại hết. Đấy, cái đùng này. Đấy, thấy chưa? Bạn kết thì alo nhá. Đấy, thấy chưa? Em được kêu nhá. Được này. Hôm qua tối hôm qua nó đầm bẩn quá. Tối hôm qua đầm hơi bẩn nhá. Đi vào. Đây, hàng to anh nhá. Đấy, các bạn nhớ cái kênh hãy cho mình một like, một chia sẻ, đăng ký kênh nhá. Đấy, thấy chưa? Hàng đẹp chưa? Cũng như ăn được rồi. Hai con. Ngựa là quá chuẩn, bác nhìn có con mắt tinh tường. Bác chốt luôn. Đấy. Bác có con mắt rất là tinh tường nhé. Đấy. Anh em bạn bè nào mà giờ mà muốn con ngựa này là hơi khó, liên hệ với bác nhé. Thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Ngựa cái sinh sản bên mình rất nhiều nhá. Hàng tháo đây, pha lai hết nhá. Các bạn có nhu cầu cứ liên hệ bên mình. Đấy. Toàn hàng cao dài thôi, hàng tuyển chọn đấy nhá các bạn nhá. Đấy, bên mình hàng tuyển như hàng tuyển chọn thôi. Đấy, bên em được nữa này, bên em cái này thì thuê pha dài luôn. Đấy, các bạn có nhu cầu cứ liên hệ bên mình. Đấy, được giá cả hợp lý. Vâng nhá, các bạn tiếp tục theo dõi nhá. Đấy, có mình quá trình vận chuyển ngựa bên mình như nào nhá. Ok. Vâng các bạn nhá, bây giờ ngựa lên xe nhá. Đấy, bây giờ em chúng tôi bắt đầu chuẩn bị đi nhá. Đây chuồng trại mình bên mình kia nhá. Đấy, chuồng trại đấy. Đấy, ngựa còn rất nhiều cho các bạn lựa chọn nhá. Đây xe mình cho các bạn xem ngựa trên xe. Xe thì rất là tuyệt vời luôn. Đấy, thấy chưa, đẹp nhá, mùi giời mê ly luôn, mê hồn cước. Đấy, thấy chưa. Vâng các bạn nhá, các bạn tiếp tục theo dõi nhá, quá trình chuyển giao ngựa mình như nào nhá. Vâng, em bây giờ bắt đầu lăn bánh hộ tống hôm này đi lên ông chủ mới nhé các bạn nhé. Đấy, em chúng tôi là lúc nào cũng hành trình để bạn TV nhé các bạn nhé, các bạn tiếp tục theo dõi nhé. Đấy, cổng mình đây, cổng quen thuộc đây. Đấy. Xoay ấy mà, vẫn xoay cổng mà. Xoay thế nào là không hình, không đẹp. Được chưa? Đây, ok các bạn nhé. Vâng các bạn nhé, bây giờ em với tôi lùi xe vào đây. Đấy. Được chưa? Đây. Gậy hai anh em ngựa đây nhé, hai em ngựa kia. Đấy. Đôi. Đấy. Ấy à.
đúng rồi, mình nó hơi nhát. Không, nó còn một mình nó giật mình ấy. Đã mua con này nữa, ta không bao giờ xem ra ngoài nữa. Hết rồi mà. Xem mẹ anh em mày. Nè. Nhìn là mua xong lại toàn con đẹp về. Nhưng tuy khoảng được con đẹp thôi, thực ra không có con đẹp nào đâu. Nhưng con đẹp khó lắm ạ. Nhưng con đực nó đẹp, nó thể hiện rõ hơn là con cái. Vâng. Cảm ơn anh. Đi vào trong, đi vào trong nó chạy ra mà. Đấy, đây bác chủ nhà nhá. Đấy, bác ra con ngựa Bạch Tử Long. Bạch 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 bạch. Vâng. Bạch 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 phát ra ngay. Đấy, thấy chưa? Bạch 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 bạch. Đấy, thấy chưa? Không độ cái này ấy. Hồng giá lông giòm, dám lắm. Con này mông má vuông tròn luôn. Trắng này nhìn được. Nó oách xà lách nhỉ. Bông tít nhỉ. Vâng. Con này nó đầm bẩn đấy. Con này nó đầm một chuồng cháu nó đông nó đầm bẩn. Ô, con này có phải ở đây à? Vâng. Không phải này không gì. Đấy. Đấy, vào cửa làm bạn nhá, vào làm bạn với anh em kia nhá. Đấy, đi. Đấy, về nhà chủ mới nhá. Ăn no, no trong lớn đi chưa. Đấy, đi. Đấy, nhìn thấy bạn ở trong rồi đấy. Hí ngay. Cắn nhau không biết, liệu vào cắn nhau. Chắc không ấy đâu, không sợ đâu. Anh Quyết mở cửa á. Đấy, thấy chưa? Úi. Cao ngang bằng nhau, nhưng mà dáng con này đẹp hơn. Con này nhìn hách ngựa hơn chút. Thấy chưa? Đấy, vào nhìn phát nó quen nhau, phát là mẹ. Bạch, 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 bạch. Nhanh to ghê nhỉ, vừa cái hôm nào ấy to hơn cái này. Sáng rồi đấy. Nhờ, đây nhá, vẫn dàn nước ngày xưa. Đấy. Ui, này mát nhỉ, mát, mát thật. Mới con giống, con đẹp. Quyết giật cái dây dây. Giật, à, giật bác giật cái. Này về trong thằng nữa. Kéo, bác kéo cầm đầu kéo. Nó hiền mà, qua này sợ thoải mái, để qua đi xe nó nhát thôi. Cầm đầu giật ra. Đấy, thấy chưa? Ba em. Ngày mai lại. Tôi nuôi trong hai con đường này, nuôi to lên, gọi cho nó bắt lại. Đấy, đây nhá bạn nhá. Dạ, bác chủ nhà đã bắt hai ba con này. Đấy, thấy chưa? Đấy, đẹp chưa? Con nào cũng đẹp. Mỹ. Phê mê ly luôn. Trắng muốt.
Về gặp bạn phát là chơi vui. Đấy, có dàn mướp ở đây thì tha hồ mướp ăn. Mát. Người lớn thì không lớn. Quen mắt không thấy lớn đâu. Đây con này nhìn thấy con này biết này. Nó cao phỏng nó nhiều. Nói chung là lớn mà nhìn đúng đoạn đây nhìn nó khác nhau bao nhiêu. Nó cũng đang nó quen mắt này nó chưa ấy. Nó chưa. Nó nhìn một tí thì sao mình biết được. Muốn nó to nhanh như kia thì có phải mà như con to kia là một năm mới to như thế mà đâu phải là. Nó lạ mắt nó mới nhìn được ra. Con này chắc không, hai con này chắc không bắt nạt con này đâu. Bắt nạt con cái á? Không, bắt nạt con đực này. Cắn đấy, con đực này nó cắn đấy. Bắt nạt à? Ừ, nó cắn cả con cái. Nó, con này nó láo nhỉ? Ừ. Nó phải như thế. Nó phải hiện như củ tự đi cơ mà, đực thế. Đấy, nhưng con đực này nó cắn này. Con đực cũ à. Bọn này nó một thời gian nó phải bụng xong nó lớn lên to lên nó tròn bụng đẹp ạ. À? Con đực này già, con đực này già ngày hơn nó lớn hơn nó bắt nạt. Con đực ba con đều chẳng bụng hết. Thôi thì cho ăn là mình để ý là như là nó loạn được ruột ra phân của nó to hơn. Cho ăn bắp cho ăn vừa thôi. Kệ mẹ thôi cho ăn ăn mãi thôi. Ăn thế nào thì ăn không? Ăn lúc nào ăn. Má không nhưng mà ăn nó bụng ỏng ngay. Cả cứ cho nó ăn thoải mái. Mong ăn nó để ăn cho sống nó yên tâm này. Cái dòng không nó bắt nạt con kia bắt nạt mà bây giờ cho hai con mới con cũ được mới với con cái cũ ở cùng nhau cho con được này riêng. Lấy cái móc. Không đuổi được mà lấy que đuổi cái thì ra ngay. Nó vừa nó xuống đây cái dàn mướp này chưa gì mà nó tốt nhỉ. Thế phải chui ra mất. Thế là đuổi đúng rồi. Đuổi. Dắt bác sang đường vào đây để đuổi được con. Thế là ok. Thế mày bắt nạt à? Bắt nạt cho mày ở riêng nhá. Đấy, đó là bắt nạt. Thích bắt nạt à? Đấy. Đây, cỏ ăn đi. Còn cỏ ngon đây, không ăn. Nhìn từng vung dây chạy. Muốn sau nó lớn mà con này. Nếu mà lớn ấy, sau con lớn ấy, con này chắc chắn là người sẽ đẹp hơn. Còn nếu mà để độ to á, độ cao ấy thì khả năng nó kém con này một tí. Lại thế đó. Đó nó mỗi con đẹp một vẻ khác. Ừ. Còn yeah. Lớn hai con đều đẹp. Toàn hàng tao ta đã bán. Hàng toàn hàng tuyển các bạn nhá. Ở đây. Bác chọn ngựa, bác chọn toàn ngựa đẹp thôi. Nếu các bạn muốn mua ngựa cái sinh sản hoặc là mua ngựa con của bác nay mai vào đây mà chọn nhá. Bác chọn toàn ngựa đẹp thôi. Đẹp mua đấy. Đẹp thì cho ăn nhìn cho nó nó còn mê một tí. Nhìn lòng con. Nhìn nó thích rồi đúng không? Cảm ơn các bạn nhé. Các bạn đi cuối kênh cho mình một like một chia sẻ nhé. Đăng ký kênh nhé. Mình sẽ ship ngựa tận nơi, tận chuồng luôn các bạn nhé. Anh em bạn bè có nhu cầu cứ liên hệ, mạnh dạn liên hệ nhé. Bên ngoài bên mình. Đấy. Đấy, bây giờ là giao dịch thành công nhé các bạn nhé. Đấy, bạn đang để thanh toán.
100 đấy, tay ba cái nó khi thế đấy. Giao dịch thành công bạn nhé. Các bạn có nhu cầu nội bạch cứ liên hệ nhé, mọi chi tiết liên hệ dưới phần mô tả. Rồi các bạn nhé, mình đã về nhà nhé. Hãy bàn giao quá trình video bàn giao ngựa tên Yên Thế nhé, Bắc Giang đã về nhà. Bây giờ mình về quay chuồng trại bạn xem này, ngựa bên mình này nhá, cũng còn rất nhiều cho các bạn lựa chọn nhá. Đấy, thấy chưa? Đấy, ăn cỏ này, ăn cỏ đang cỏ nhá, rất chi là nhiều nhá. Đấy, đây, hàng pha lai rất nhiều. Mình về hàng ngựa toàn hàng tuyển đấy nhá, chỉ mỗi con này là con ta pha ata nhá. Đấy, con ta này thì là lương thương phẩm thôi, còn nó toàn là pha lai hết. Bạn yên tâm với hàng ngựa bên mình nhá, con nào đấy là cũng pha lai hết, cao dài. Nên mà lớn lên bao giờ cũng to bằng con này. Đấy, to như này luôn. Đây, hồng pha lai đây. Đấy, hiền lành nhá, sờ thoải mái nhá. Đấy, hiền, vuốt ve thoải mái đây. Đấy, trắng mốt nhá. Vâng, video của mình đến đây kết thúc nhá. Hẹn gặp lại các bạn video sau nhá. Đấy, các bạn muốn chăn nuôi ngựa thì hoặc là muốn các sản phẩm ngựa như là thịt ngựa, cao ngựa và xương ngựa bạch thì cứ liên hệ bên mình nhá. Bên mình phục vụ từ A đến Z như là nhà hàng khách sạn. Đấy, là bên mình phục vụ hết từ A đến Z luôn. Nếu các bạn có nhu cầu về cao, một hạng, hai lạng, một cân, hai cân thì cứ liên hệ mình nhé. Mình sẽ thịt và nấu cho các bạn luôn. Đấy, vâng, video mình đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn video sau nhé.